Bí kíp tuyệt học THOL dành cho Zinner đích thực. Kỹ thuật tập luyện, kiến thức cơ bản nâng cao, kinh nghiệm, kỹ năng văn hóa gym, về chất lý, thể hình phục vụ cuộc sống, thể hình online school. Chào mừng các bạn đến với chương trình THOL School. Đây là school thứ hai được Duy Nguyễn phát vào ngày thứ hai đầu tuần. Thì ở cái school này chúng ta sẽ cùng bàn luận về stack thực phẩm bổ sung giảm cân không thể thiếu, an toàn, hiệu quả, đặc biệt không cần đến protein powder. Nhưng mà lưu ý, khi mà các bạn đã sử dụng tới những loại thực phẩm bổ sung giảm cân và pre-workout thì các bạn cần phải kiểm tra rất là cẩn thận cái sự an toàn của sản phẩm nha bạn. Hai dòng sản phẩm này rất là nhạy cảm. Nếu bạn xài tầm bậy tầm bạ mà xài hàng lậu, mà xài hàng không tem này nọ kia đó, thì cứ chiếc salam từ từ lăn bánh, chở bạn vào nghĩa địa bình yên. Tiếng chuông chùa chiều nay đã đổ, hồn thí chủ lai vãng nơi mô. Các bạn nguy hiểm lắm bạn, cảnh báo bạn trước. Và đến với sản phẩm đầu tiên của ngày hôm nay, mình tạm gọi là Tam Anh Chiến Lã Bố. Hình như nó lộn qua Tam Quốc rồi bạn ơi. Thôi cái này là Tam Anh trong làng thực phẩm bổ sung. Thì tất nhiên đây chỉ là đại diện thôi nha bạn. Đây chỉ là đại diện thôi. Thì nó có mỗi sản phẩm nó sẽ đại diện cho một dòng. Thì trong một dòng anh mượn một sản phẩm cụ thể. Đầu tiên sẽ là đại ca lưu bị Lipo Plus. Lipo 6 Plus. Thôi đọc Lipo 6 quen rồi, cho nó dễ nha bạn. Đây Lipo 6. Đây là sản phẩm Fat Burner. Fat Burner là một sản phẩm rất là quan trọng khi bạn muốn giảm mỡ. Bạn giảm mỡ bạn đừng có nói chuyện anh không cần Fat Burner. Bạn không cần Fat Burner, bạn giảm cũng được. Nhưng mà cái bạn mất nhiều hơn cái bạn được. Cái bạn mất là cả một cuộc sống của bạn ngoài kia. Cái bạn được chưa biết cái gì. Có thể mất đống cơm, đống nước, mỡ nguyên. Bạn có nghe ai mà nói ơi em giảm mỡ vòng eo 69, dòng eo con kiến nhờ uống gì ăn bưởi rồi tùm lum gì ăn bưởi rau muống rồi trà chanh chém gió gì đó bạn. Đại loại là những phương pháp đó. Thì bạn không tin bạn leo lên máy Immunity Test, bạn đo nó giảm cái gì bạn. Đôi khi cuộc đời rác không muốn mất mà muốn mất vàng là ở chỗ đó nha các bạn. Cái mình giảm ở đây là giảm mỡ, tôi phải giảm mỡ. Còn cái chuyện mà tôi giảm gì kệ miễn giảm thôi là không hề được, cơ rất dễ giảm nha các bạn. Mà bạn nào xác định mà uống trà chanh chém gió với gì đó, ăn bưởi rồi mấy, nói chung là ăn toàn mấy cái xàm xàm gì không bạn, mà giảm cân á, thì bảo chia buồn với bạn luôn. Bạn giảm đi cuộc sống của bạn và bạn giảm đi cái gì? Giảm đi cơ bắp. Giảm đi cơ bắp nha bạn. Thôi đừng nói chuyện buồn, nói chuyện vui. Vậy do đó thằng Fat Burner là một thực phẩm bổ sung rất là quan trọng trong cái chiến lược giảm mỡ của chúng ta. Thì Lipo Plus đây là sản phẩm đốt mỡ kích thích. Đốt mỡ kích thích tại sao? Tại nó có chứa caffeine trong đây. Nè, nó chứa caffeine. Nó sẽ kích thích cái sự đốt mỡ trong cơ thể. Và nó có một dòng đốt mỡ không kích thích nữa. Và sẽ dành một cái school khác để nói về cái dòng giảm mỡ không kích thích. Thì tóm lại, thằng này đại ca lưu bị. Đây không phải là chương trình giới thiệu về Lipo 6, mà đây là chương trình giới thiệu cho một cái stack. Một cái stack và cách sử dụng cái stack là sao cho nó hiệu quả nha. Nên không nói sâu về Lipo Plus 6 này hay là Lipo 6 đó. Bạn nào cần á, thì bạn lên website mà tìm hiểu. Bạn nào cần thì bạn vô thẳng cái video quảng cáo Lipo bạn coi, hoặc là thẳng một cái vlog nói về Lipo bạn coi nha các bạn. Rồi thằng này võ công cao hơn thằng này nha bạn. Thằng này võ công không cao nhưng mà được cái tư duy tốt nha. Tư duy tốt nên bạn nhìn thấy này đốt mỡ toàn là gì lạ không phải không nè. Caffeine nè, còn tyrosine nè, rồi Cuba, Habana, Maradona, tùm lum hết, nhìn lạ quá đúng không? Nó tổng hợp bạn, nó có cái công thức bạn. Nói chung á, anh chia sẻ cho bạn luôn, cái thằng Lipo Plus 6 này, nó đưa cái nutrition ra hù bạn chơi thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất của nó là cái công thức đốt mỡ. Mà công thức đốt mỡ là công thức độc quyền, bạn hỏi nó bao giờ nó nói. Không ai nói chuyện mà công thức của tôi là gì cả. Đó, nhưng mà nó khai này là chút đỉnh cho bạn biết vui vậy thôi. Nhưng mấy cái này nó không quan trọng bằng công thức của nó nha. Cái quan trọng nhất là công thức. Đó, những cái sản phẩm hầu như là chuỗi của công thức. Nó một chuỗi của công thức nha bạn. Đó.
Nên bạn nào mà ngây thơ nhìn vô lăng beo phán xét là bạn đó còn yếu lắm. Anh nói rất là nhiều lần rồi. Đây là đại ca Lưu Bị, võ công tầm thường thôi nhưng mà được cái tư duy tốt. Đây, rồi qua này trẻ trâu nè, trẻ trâu này võ công cao nè. Ê, L-carnitine. Không biết là có bạn nào mà uống L-carnitine mà vô rần rần chứ ta. Uống L-carnitine vô trời ơi sao mà muốn quá. Muốn kiếm gì đó đẩy quá. Muốn kiếm gì đó chạy quá. Anh nói thiệt các bạn, L-carnitine nó thần kỳ đó. Bây giờ ví dụ như bạn chơi PC mắc đúng không? Rồi bạn uống L-carnitine vô bảo đảm với bạn, bạn chạy còn hơn keo còn hơn BCA. Bỏng tay bạn thử đi. Tại cái L-carnitine là cái gì? Là một cái sản phẩm rất là quan trọng mà nó gọi là nó kích thích vô nó sản sinh, nó bốc mỡ đốt liên tục, bốc mỡ đốt liên tục, bốc mỡ đốt liên tục. Bạn chạy như con trâu vậy đó. Nhưng mà có một điều cơ nó cũng mất nha. Tại đóng bảo cái cơ. Nhiệm vụ vô là bạn chạy run chạy. Còn thằng này á nó có một cái cơ nó khác. Đó các bạn. Nên một cái sản phẩm ưu tiên trong chiến lược đốt mỡ thứ hai phải là L-carnitine nha các bạn. Thằng Lưu Bị này không có chứa L-carnitine nha bạn. Bây giờ muốn qua ra trắc nghiệm. Ví dụ như là Lipo 6 có chứa L-carnitine không? Thì các bạn sẽ nghĩ rằng ở Lipo 6 đốt mỡ chắc nó có rồi. Quất vô cái cặp hụt. Lipo 6 không chứa L-carnitine. Sản phẩm này cái tên đó là nha L-carnitine nha các bạn, chứ không phải là creatine nha. Các bạn hay lộn lộn mấy chỗ đó đó. Ngồi cái bằng tin nhiều quá, các bạn tin luôn à. Đó, lại lần nữa L-carnitine. Đây là một sản phẩm của hãng Metrox nha, Metrox nha. Metrox gì đó cũng đọc tiếng Anh tiếng Việt kỳ tiểu các bạn. Sản phẩm đầy đủ tem nhãn nha bạn, anh Duy Nguyễn cũng xài hàng có tem đàng hoàng nè, thẻ cao nè, tem bột mang xé rồi nó còn mờ mờ nè. Đó, nhãn phụ đàng hoàng nè các bạn thấy không? Giám đốc phải làm gương. Rồi. Tiếp tục qua một sản phẩm thứ ba, thằng Tam Đệ. Thằng này trẻ trâu dữ nữa nè, Trương Phi. Thì Trương Phi này là CLA nha các bạn. CLA, CLA. CLA cũng là một cái sản phẩm đốt mỡ, tác dụng nó gần như là L-carnitine. Thì các bạn hỏi anh á, ủa vậy L-carnitine nó khác CLA chỗ nào? Thì hai chất khác nhau thôi chứ khác nhau cái gì bạn. Nó chẳng qua đó là hai chất khác nhau mà nó cùng chung một mục đích là đốt mỡ. Nó cùng chung mục đích đắp đốt mỡ. Giống như là bây giờ trong cuộc sống này có nhiều người có mục đích khác nhau, mục đích giống nhau, nhưng mà tại họ những cái tập thể khác nhau, đúng không? Thằng CA này nó cũng tạo cho một cảm giác rạo rực. Nếu bạn yếu nha, bạn yếu bằng dập CA vô mà chừng liều cao một xíu á, là bạn cảm giác liền. Mặc dù CA và L-carnitine nó được quy vào dòng thực phẩm bổ sung đốt mỡ không kích thích, tiếng Anh viết tắt của chữ STIMULANT. Nhá hàng với bạn chút luôn, đây chữ đó đây. Đây ha. Thấy chữ STIMULANT. STIM là kích thích, free là không kích thích, STIMULANT nha. Cái dòng L-carnitine và thằng CLA đó là đốt mỡ STIMULANT nha các bạn. Nhưng mà tại sao BBT không phân phối CLA đơn lẻ? Ngày trước có bạn. Ngày trước có chứ không phải không có đâu. Nhưng mà tại giờ á mình mua con BCA này, mình có CLA rồi, mình ngu gì mình uống CLA nữa, đúng không các bạn? Đúng không? Các bạn có cảm thấy cái gì đó nó sai sai không? Trong khi tôi đã trong BCA này nó có CLA rồi, nó quá sướng rồi. Mà tôi đi đập thêm CLA ngoài nữa là tôi sai nặng luôn á. Như vậy giả dụ một ngày mà uống 3 muỗng này là đủ nhu cầu CLA khi mà bạn cần đốt mỡ cao luôn rồi. Đúng không ạ? CLA không hề rẻ nha bạn. Nó cũng đắt đó, nó cũng tương đối đắt đó. Mà ngày bạn chơi chừng 3 viên là thấy cũng thốn thốn rồi đó. Đó, vậy thôi giờ mình uống này đi. Nó có vừa có CLA mà nó vừa có luôn BCA, nó kết hợp cả hai cái. Bạn chạy như trâu mà cơ bạn không mất. Hợp lý không? Hợp lý không? Đúng không? Phải hợp lý thôi. Còn nãy uống này vô không có BCA bảo kê, chạy quá trời chạy luôn cơ mất hết. Nó nói chung là Lưu Bị, Trương Phi, Quang Vũ giới thiệu rồi nha. Nhắc lại một lần nữa này, Lưu Bị nè, thằng này Quang Vũ nè, mẹ Trương Phi nè. Rồi xong, xong màn chào hỏi. Bây giờ cái màn sử dụng. Thì nói chung cái bộ này nhiêu tiền, rẻ lắm bạn, để tính lại coi. Hình như cái này 770 nè. Cái này là 700 ngàn nè. Cái này 680, cộng lại coi.
770 775 cộng 700 cộng 680 2,155 2,155 bạn dễ thương, 2,1 bán luôn. Đúng không? 2,1 con bộ giảm mỡ thần thánh luôn, thấy không? Rồi, có được mua về rồi xong xài sao? Free ship toàn quốc, bảo hành trọn đời, chu kỳ xài 1 tháng. Đúng không? Chu kỳ xài 1 tháng. Xài 1 tháng giảm chưa đã, xài thêm lần nữa được không? Được. Xài 1 lần nữa. Mà giảm mỡ chưa đã nữa. Thì xài thêm lần nữa được không? Không. Không. Lúc đó chỉ còn xài hai này thôi. Tại nó không kích thích bạn muốn xài như bạn xài. Còn này nó có kích thích xài anh Duy Nguyễn xài được, tại Duy Nguyễn trâu rồi. Còn bạn yếu bạn xài tối đa chừng nó nói là gì? Nhất quá tam mà. Xài tối đa 3 chu kỳ gần manh cái. Gần tháng đi. Nha. Nhưng mà cái chu kỳ giảm mỡ của bạn mà đã dùng tới 90 ngày để bạn giảm mà bạn giảm chưa thành công là bạn sai luôn rồi đó. Cảnh báo anh chị em luôn nha. Cái chu kỳ giảm mỡ mà gọi là cái thời gian mình để mình giảm mỡ 90 ngày nó đã đủ để mình giảm rồi. Đã đủ đặt để đủ để mình giảm tới cái mục tiêu của mình rồi. Đó, mình phải đổi cái phương pháp khác. Rồi sau đó mình giảm chưa đủ thì mình quay lại, anh lấy ví dụ cho trường hợp bạn 110 kg giảm xuống còn 60 kg trong vòng 3 tháng thua. Giảm để chết nhưng mà giảm vậy. Đúng không? Bạn phải chia làm hai chu kỳ. Một 110 xuống 80 3 tháng được không? Chắc được á. Đúng không? 3 tháng được không? Được, bình thường. Rồi, tôi dùng 90 ngày để tôi giảm từ 110 xuống còn 80kg. Đến 80kg, tôi phải tập lean body hoặc là ăn uống bình thường trở lại để cho cơ thể bọn nó phục hồi. Lúc này có thể lên 85 hoặc là giữ luôn 80 tùy bạn. Đó, để cho cơ thể bạn không được thiếu chất nha. Rồi xong tháng hay tháng sau, bạn dùng tiếp 90 ngày mà đập nó xuống còn 60. Đó, như vậy mới hợp lý. Chứ phải mình cuốn từ 110 xuống 60 luôn nha bạn, không nổi đâu. Rồi chia sẻ bạn thêm chút xíu bí quyết chỗ đó. Mình quay lại, xong phẩm này dùng sao đây? Rất dễ xài bạn. Này, Lipo 6. Sáng ngủ dậy mở mắt ra cốc không biết trời đất gì quốc trầm viên đi. Nếu bạn mới xài đúng không? Nếu bạn mới xài, tao đã bằng dừng. Rồi, không đề cập gì tới nó nữa cả. Rồi thằng này, trong tập. Thằng này phải trong tập thôi. Vậy con này xài sao? Thằng này xài sao để coi cái đó bạn. Mình phải coi cái đó. Thằng này nó là một liều hai viên. Trời đất, con này xài lâu rồi mày. Một liều hai viên mà xài tới 90 liều luôn nha. Ngày xài 3 liều thốn á, không phải thốn gì, nhưng mà ngày xài 3 liều là mấy bạn mới chịu không nổi. Bạn hiểu không? Bạn quen rồi thì bạn xài 3 liều được, nhưng mà bạn mới á thì bạn xài cho 2 liều thôi. Sáng đập liều, ủa lộn, trước khi tập đập liều. Nha, yeah. Trước khi tập đập hai viên cho anh. Rồi cách đó thời gian xế rồi đó, nói chung là cách đó 8 tiếng đập tiếp hai viên nữa. Nó xài giống như Libo vậy đó bạn. Cách xài của này thì dễ rồi. Cách xài của con này chỉ cần là trong tập bạn uống muỗng thôi. Rồi còn lúc ngoài á, bạn tập xong uống nữa cũng được, tùy kinh tế của bạn. Nhưng mà nếu bạn muốn xài tháng thì bạn chỉ uống trong tập muỗng thôi, ok. Rồi, còn hai này mới nhức đầu nè. Thằng này sáng một viên, 2 giờ chiều một viên. Bạn không biết, bạn đừng có ngủ tùm bậy gì manh cái, bạn ngủ đúng giờ nha. Mình giảm mỡ mình phải ngủ đúng giờ cái đã. Sáng một viên, 2 giờ chiều một viên. Vậy thì cái viên 2 giờ chiều, nếu bạn mới xài buổi sáng mà bạn cảm thấy uống vô nó hơi bị phê phê rồi đó, 2 giờ chiều bạn không xài. Bạn để cho nó cơ thể mình nó quen một tuần với cái sản phẩm Lipo 6 này thì bạn mới xài cái viên vào lúc 2 giờ chiều. Đó. Thì như vậy cái hũ này bạn xài được hơn tháng mấy ngày đó, tôi kệ nó không sao đó. Hơn tháng 2-3 ngày không sao. Còn nếu mà bạn uống viên buổi sáng rồi, bạn thấy nó bình thường, tức là cơ thể bạn nó chịu đựng được. Thì viên 2 giờ chiều mà đập luôn. Ngược lại, thằng này cũng vậy. Trước tập đập hai viên mà tập xong mà tới 6-7 tiếng sau quá, nó còn tê quá, nó còn phê quá thì cũng không cần hai viên này lần nữa. Nhưng mà nếu bạn quen rồi thì bạn đập trước tập hai viên và sau đó khoảng chừng 8 tiếng, nói chung là hai lần uống nó phải cách nhau 8 tiếng, cái đó là mấu chốt vấn đề. Tại vì anh không biết bạn tập sớm hay tập tối, đúng không? Nếu mà tập tối á thì sáng một đập này hai viên đi, bổ đi bô rồi nè. Nhưng mà thằng này với này đừng làm gần quá nha bạn, làm gần quá hay nãy dồn đam á. Đó, ví dụ như thằng này á đập 6 giờ thì thằng này đập 8 giờ. Hiểu ý nói không? Cái thằng này nó không liên quan tới buổi tập của bạn. Bạn muốn đập giờ nào bạn đập.
thằng này không liên quan nha, nó độc lập với buổi tập của bạn, nhưng mà thằng này nó dính với buổi tập bạn này. Tại sao? Tại này nó dùng năng lượng, nó đốt mỡ, nó sinh năng lượng, thì mình lợi dụng cái việc đốt mỡ sinh năng lượng nó vô trong tập mình kẹp đi ô cho nó hiệu quả mà. Đó là một chút vấn đề. Hai thằng này nè, tập mỡ sinh năng lượng, bây giờ mình phải kết hợp chung với buổi tập. Cái khó nó nằm ở chỗ đó đó các bạn. Cái khó nằm ở chỗ đó nha. Rồi, xây là gì đấy, hướng dẫn bạn xong cách dùng của bàn này. Nói tóm lại, giả sử một anh A, anh tập buổi anh A, anh tập buổi sáng giờ lúc 6 giờ thì anh xài sau đây. Anh dậy lúc 5 giờ, anh tập lúc 6 giờ, chơi kèo khó luôn á. Vậy thì 5 giờ dậy, bỏ này vô uống xong đánh răng. Tiết kiệm thời gian bạn. 5 giờ không biết nữa, để mò mẫm nó mở ra làm gym đi đã. Rồi đánh răng. Lúc đó sẽ sinh ra vấn đề bụng đói nè. Bụng đang đói uống ép phê nè. Mà lỡ lúc đó anh bị yếu, anh chưa quen, anh uống bụng đói anh say sẩm anh chóng mặt. Thì bữa sau á, rút kinh nghiệm uống bụng no. Mà nói cho bạn biết, bụng no không hiệu quả với bụng đói. Khi cơ thể bạn quen rồi, bạn uống bụng đói ok. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cơ thể chưa quen, thì mình còn phải điều chỉnh. Nói tóm lại, thằng nào nó bán cho bạn này 2 triệu, bạn chưa khó bằng theo nó. Mấy ngày đầu bạn uống, bạn có gì bạn cứ hỏi nó. Nếu bạn theo dõi cái school của gì bạn chưa hiểu thì bạn cứ hỏi nó nha. Rồi xong, 6 giờ ông tập đúng không? 5 giờ ông tập này rồi đúng không? 5 giờ ông quất cái này rồi, 6 giờ ông tập. Thì 6 giờ ông uống này 2 viên cho mình nha. 6 giờ uống này 2 viên. Rồi xong rồi có bình lắc THOL đó. Pha này vô trong tập đập. Và cái buổi tập của bạn là buổi tập tính bằng vàng luôn rồi đó. Nhiều đồ chơi quá trời. Trong tập lần ra, tập xét uống ngụm. Rồi xét uống ngụm. Uống ngụm về khát nước chịu không nổi bạn. Tại vì trong tập mình cần nước để cho nó suối kế bên. Nguyên tắc 1-3. Nó chơi thôi chứ 1-1 đủ rồi bạn. Uống ngụm này với ngụm này, uống ngụm này với ngụm này. Tức là buổi tập của bạn nạp đứt nước, tạm ổn. Tạm ổn nha. Còn nhu cầu nước thì tùy từng người. Rồi xong rồi về đó ăn uống, ăn cơm, ăn tối, ăn sáng gì đó, làm việc gì đó không biết. Tới 2 giờ chiều đồng hồ đã điểm. Rồi tập thêm viên này. Rồi 2 giờ chiều đồng hồ điểm. 4 giờ tập thêm 2 viên này. Quá ổn, quá ok. Đúng không bạn? Vậy thì giả sử tôi dùng được 1 tháng tôi quen hết rồi. Tháng sau tôi men hơn. Thì sao đây? Tháng sau tôi men hơn chắc tôi phải đầu tư 2 hũ này quá. Biết sao không? Tại đó nhu cầu bạn cao hơn rồi. Uống trong tập 1 muỗng, sau tập muỗng nữa thì sao ai biết được bạn. Còn hai thằng này cách dùng không thay đổi. Sáng 5 giờ trước dứt viên. Lúc này 2 giờ chiều dứt viên được rồi. Còn thằng này, thằng này phải đổi lên, nâng cấp lên, upgrade lên 3 viên. Lần chơi 3 viên, trời lần anh chơi 4 viên rồi không sao đâu. Lúc đó bạn quen rồi, khi mà bạn đã quen rồi bạn chả sợ gì cả. Đúng không? 3 viên. Bảo đảm bạn mỡ nào sống nổi. Bạn tập theo phương pháp giảm mỡ của Duy Nguyễn nữa. Bạn ăn xanh sạch đẹp theo Duy Nguyễn cái nữa. Mỡ nó không rất sống luôn. Các bạn thấy không lý do? Duy Nguyễn ngồi đây ăn như heo. Xin dùng từ ăn như heo luôn á. Anh ăn như thế nào thì bạn nào live stream đã biết. Bạn nào theo dõi anh chừng 2-3 năm, bạn đã thừa biết anh ăn như thế nào. Đúng không ạ? Vẫn ngồi đây, bụng chưa bao giờ mất muối. Là nhờ gì? Bộ ba thần thánh này bạn nó thiệt, bạn giấu chứ uống này nè. Nó giỡn đâu. Thấy cardio sung không? Livestream sung không? Đúng không? Nãy giờ nè, nãy giờ chơi này luôn nè. Bạn thấy mà. Rất tỉnh, rất khỏe. Nói tóm lại, giảm mỡ, anh em chú ý giùm mình này. Và các bạn xem BBT phải tập trung kiến thức ở cái livestream anh vừa nói, ở cái school anh vừa thể hiện, để tư vấn cho khách hàng sử dụng bộ ba thần thấm nên hiệu quả cho anh tam anh trong làng thể hình. Chương trình THL School xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ là phải làm gì ta quên rồi nè. Like, share và subscribe đó, để nhận được nhiều video mới nhất, để nhận được sự tương tác từ Duy Nguyễn. Các bạn muốn xem video được trực tiếp lúc mà Duy thực hiện phần thu âm ghi hình, thì các bạn có thể đăng ký, không phải đăng ký mà là cái gì nhỉ, follow Facebook. À đúng rồi, follow Facebook Duy Nguyễn không giấu đó, Duy Nguyễn. Hay hoặc là bạn có thể là facebook.com/duybpt, đó là Facebook của Duy đó. Hy vọng một lúc nào đó
Facebook bạn tìm ra, nó chưa bị xóa nha các bạn. Xin thân ái kính chào. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p. Sau đó, các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.